Bản lề trong xe đấu thứ tư. Bên kia là cho Son Kata, bên mình là Egypt Maxi. Quân dễ đánh hơn tương đối nhiều. Rồi, giờ thì phụ thuộc vào bài thôi. Bên hiệu mấy đây? Hiệu 6. Có voi. Đôi. Rồi, ngon. Đồ lô về là tươi dành cho Hoàng Mai Nhi rồi. 4 trận đấu liên tiếp cầm Maxi. Có vẻ như bác Bin Gates đang muốn luyện cho tí đánh Maxi chắc. 4 trận đấu liền rồi. Bài đấu cũng đang chưa có quá nhiều đồ. Hơi nhiệt đấy. Rồi có quả, có quả. Thiếu một đồ nữa thôi. Lắm sư tử thế nhỉ. Vậy là cả hai đều mỗi người mất một dân. Cái đội bạn cả hai đều dòng 17%. Oh,
Rồi bạn công cả tê lên đấy. Quyết tâm mua bom rồi. Cố gắng đừng để lọt cái hốc này. Bánh xe đã xuất hiện dành cho người cầm màu 8 gắn đi. Họ công cả đi. Rất rát. Chiến thuật ôm bom. Ơ nói thế nhỉ. Sẽ tụt thảm khá sâu sau cái tình huống này thì cái hốc nhưng cũng không được ấy cho lắm. Cái hốc cũng nhỏ nhỏ thôi. Dàn P ra đây. Tạm thời là mình vẫn đang yên ổn. Gỗ mình đang tương đối nhiều. Có đóng thêm cái nhà A nữa không? A một áo à. Ghê đấy nhỉ. Nhanh đấy. Thêm nhà A ra không? Mà đang chỉ là một nhà BA thôi. Ra thêm ruộng nữa. Lượng vàng đang tương đối là dồi dào. Thêm ruộng nữa không? Giờ hoàn toàn có thể sóc 2A đều được. Rồi. Thằng khá nhiều A đến từ màu 8 Gunny.
Rồi, phu đệ, phu lạc đà đi. Bình tĩnh thôi. Thì này là cái thời điểm mình chưa ra khỏi nhà đâu. Tụ quân lại đã. Rồi lạc đà mùa 1 chắc chắn sẽ bay hết ở trong cái tân này rồi. Tình huống cũng không có đông cung A1 áo. Nó nói tầm này cung rơi zip tụ được rồi bắn hết cửa. Rồi phù nốt các lạc đà đi. Ra đây ốp A là xong. Giờ dễ đánh hơn rồi. Mình tí tham nhiều là 1. Báo về là màu 1 bên kia không còn cái gì cả. Rồi, Gani chủ động resize. Và 2-1 trong xây đấu thứ tư này. Nhưng mà Egypt chỉ cần có hốc thôi, hoàn toàn có thể cân bản đồ được. Một con sát mép nữa.